Mấy hôm nay có một số bạn hỏi về cách thuần giống rồng Nam Mỹ. Như chúng ta đã biết, ở Việt Nam hiện nay nuôi rồng Nam Mỹ làm thú cưng là một phong trào rất là phổ biến, và cũng không ít có một số người làm giàu từ đây đó các bạn. Như mình cũng xin được chia sẻ một tí kinh nghiệm về cái cách thuần giống rồng Nam Mỹ này. Những kinh nghiệm này mình cũng đúc kết được từ bản thân, từ trong hội nhóm. Mình không để các bạn đợi lâu nữa đâu, mình đi thẳng vào vấn đề đây. Thứ nhất, Aigu tức là rồng Nam Mỹ đó các bạn, thường quen người khi chúng được nhìn thấy và tiếp xúc. Chính vì thế là cái chuồng nuôi chúng ta nên thiết kế ngang với tầm mắt của mình để cho chúng nhìn dễ hơn. Lâu dần thì chúng sẽ quen và có sự thiện cảm với chúng ta. Vấn đề thứ hai á, Aigu lúc còn nhỏ thì thường hay nhút nhát, hoảng sợ. Chính vì cái vấn đề này thì xung quanh chuồng nuôi á, chúng ta nên cho cái cây cỏ lá. Thì những cây cỏ này, cây thật cũng được hoặc là cây giả cũng đều được các bạn, nhằm để cho chúng ẩn náu. Mỗi khi thấy những cái người lạ hay là những bóng dáng gì chạy qua. Như chúng ta đã biết, Aigu là một loài bò sát, sống hoang dã, và những chỗ ẩn náu của chúng là những bụi cỏ nè, hang, rồi từng cái hốc cây nữa. Do vậy chúng ta nên là cố gắng làm những cái điều này để cho chúng có cái sự dạn dĩnh hơn. Vấn đề thứ ba, khi chúng ta nuôi Aigu thì chúng ta nên cho ăn thức ăn tươi, không được để héo úa hay là hôi tiêu. Trong cái khoảng thời gian còn bé này thì chúng ta nên để thức ăn hơi khuất một tí để cho chúng an tâm mà đến ăn. Bạn cũng có thể dùng giấy hoặc là vải che kín ba mặt của cái chuồng nuôi á, để cho các bé bình tĩnh, ít sợ hãi hơn. Vấn đề thứ tư á, Aigu này là có một cái chỉ số IQ rất là cao, do vậy chúng thật là thông minh đó các bạn. Cũng có nhiều người ví nó rằng nó là một cái đồng hồ sinh học thật là chính xác. Nó luôn phát triển mỗi ngày theo một cái thói quen, điều đó thì làm cho nó khỏe mạnh và cảm thấy mãn nguyện hơn. Để thuần được một con Aigu dễ dàng, mỗi ngày chúng ta nên chơi với nó vào những cái thời gian nhất định. Cái điều đó thì sẽ tạo ra một sự tin tưởng đối với bạn và cảm thấy an toàn. Khi đến giờ thì nó sẽ tìm và tự hỏi bạn ở đâu. Vấn đề thứ năm á, thì trong cái thời gian này á, chúng ta thường tiếp xúc với nó và chúng ta luôn nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc bé 1-2 tháng như thế này, chúng ta đừng có bắt nó từ ở phía trên xuống nhé các bạn. Bởi vì chúng ta làm những động tác như thế thì nó sẽ nghĩ rằng chúng ta là một cái thợ săn đang săn bắt chúng đấy. Việc đặt chuồng mà ngang cái tầm mắt là cũng hỗ trợ cho Aigu có một cái sự quan sát từ xa, do vậy là chúng không có giật mình khi bạn bước đến. Vấn đề thứ sáu là chúng ta tuyệt đối không bao giờ bắt nó rời khỏi nơi nó ở khi nó chưa ăn thức ăn từ trên lòng bàn tay của bạn. Hãy thử bỏ đói nó bằng cách là chúng ta cho nó ăn trễ giờ hơn so với mọi khi, thì lúc này chúng ta bắt nó lên và đút thức ăn cho nó. Khi nó đói thì nó không còn sợ hãi nữa và nó sẽ dần dần quen và ăn trên lòng bàn tay của chúng ta. Vấn đề thứ bảy, khi bạn vòng tay xuống bụng bắt ai gu lên thì nó sẽ bỏ chạy và giãy giụa. Thì ngay cái thời điểm này bạn không được bỏ nó xuống và cố gắng giữ nó lại để cho nó định hình và cho nó tỉnh táo. Chúng ta làm nhiều lần như thế thì dần dần là Aigu nó sẽ quen và nó sẽ ăn trong cái lòng bàn tay của bạn thôi. Vấn đề thứ 8 á, khi Aigu nó đã quen dần á thì chúng ta nên thả nó trong một cái khoảng cách an toàn và chúng ta cũng theo dõi chúng để đảm bảo cái sự mất mát và thất thoát.
Như mình nói lúc đầu á, IQ thì có chỉ số rất là cao, do vậy thì bản tính của chúng thì lúc nào cũng muốn khám phá mọi vật xung quanh. Điều thứ chín á, là tuyệt đối khi chúng ta đứng ngay chuồng của IQ á, là chúng ta không được nói chuyện ồn ào và di chuyển một cách quá nhanh. Trên đây là chín vấn đề mình đã đúc kết được. Mình cũng hy vọng rằng các bạn sẽ nuôi IQ một cách thành công, hiệu quả và có những cái lợi nhuận cao nhất. Bạn nào có những kinh nghiệm hay hơn hãy comment bên dưới để cộng đồng nuôi thú cưng của chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau học hỏi để phụ đạo nuôi IQ ngày một phát triển các bạn nhé. Thôi, đến đây mình cũng xin được tạm dừng. Hẹn các bạn vào những cái video sau. Bye bye.